và đây là khách sạn mà chúng mình sẽ ở nè mọi người ơi, đây là Mường Thanh Luxury. Ôi, ở đây xịn sò quê. Đây chính là khách sạn mà chúng tôi sẽ ở đó mọi người. Bây giờ là phải nhận đồ đó. Mình có vẻ rất là mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Ta không có chỗ gội đầu. Đi ra ngoài quán gội cũng được, cần gì phải gội ở khách sạn. Xung quanh đây có mà. Rồi xuống đây có mà. Người người vlog, nhà nhà vlog. Vlog Ngọc Vũ, chào Vlog Vân, chào Vlog Ngọc Anh. Xe số 2 túi giày của ai kìa? Thúy à. Thì bây giờ chúng mình sẽ về phòng của chúng mình đây. À không, đây hai vợ chồng nhà này là phòng riêng nha. Đây đi ké thang máy rồi. Cho Nhung Thịnh là ngày hôm nay. Bây giờ lên phải ngủ một phát cho nó ngon. Bao nhiêu mấy giờ dậy nhỉ? 7 giờ đi ăn. 6 giờ 45 Giờ chúng tôi đây kia hàng xóm, kia là hàng xóm Nhiên với Vân nha. Đây là hàng xóm. Còn đây là phòng của tôi với Ngọc Anh nè. Nè tôi về coi như này. Đây là phòng của tôi với Ngọc Anh nè. Ơ bình thường nó giải thảm mà bây giờ không thấy giải thảm nhỉ. Wow, đây là view của bọn tôi nè. View Sun Gua. Nhưng mà chắc không ai có view biển đâu, tại cái chỗ này cách xa biển mà. Ừ, có gần đâu. Kìa. Đây, mỗi người một chiếc giường. Tôi sẽ đi ăn tối. À, thông báo với mọi người nhá. À, cô Ngọc của em là... Chị Ngọc. Bây giờ không bị đi đóng phim. Cô Ngọc của em là sắp tham gia cái chương trình gọi là bỏng rẫy cùng Hồ. Ghét này. Quẩy nữa. Bỏng rẫy cùng Hồ. Tao không quay mày nữa. Đấy, các bạn thấy không? Đang trao cho những câu tình thân đến thân. Tao mà dí, tao dí mày mà làm gì? Sao mày gọi tao là cô chương mà? Chương trình gì á? Bỏng rẫy cùng Euro. Format chương trình những năm trước là nóng cùng Euro. Nhưng bây giờ Ngọc tham gia là bỏng rẫy. Chào tôi. Ủa? Chị tưởng là em ở cạnh phòng chị mà. Tôi nhanh cả thang nó chờ nó kêu bây giờ. Ủa đi chết nhiên vào quá tải bây giờ ấy. Ví dụ như là thiếu dép hoặc là thiếu bàn chải răng hoặc là thiếu máy sấy tóc chẳng hạn thì không? Chúng tôi sẽ ăn ở nhà hàng Hoàng Tâm Luxury. Đâu? Em dán mi. Là mờ thật sự. Đây, lội cằn nhằn. Hello. Đây là khu vực ăn của chúng tôi. Yeah.
lên nhanh nhé. Ngon, ngon quá trời mà. Ngon mọi người ạ. Lúc chiều trước khi đi ăn tối là